Rồi, thôi đi, thôi. Bữa nay mình nhận cái này rồi, vậy nó không được, ba. Vừa tới tháng. Mới có mấy ngày? Hai mươi mấy ngày. 20 ngày mà bây giờ cái quần gầy nút không được luôn. 20 ngày bữa nay đi làm kiếm được tiền kìa. Vậy hả? Quên. Đưa ra. Quên, bữa nay được bảnh lương. Dạ, yeah, có lương nữa hả? Nay mới là ngày đầu tiên này. Được nhiêu? Nè. 55 đồng. Thôi, đã vậy. Hôm nay đi Phong đi làm neo ngày đầu tiên. Được 55 đồng. Quá đã, quá đã. Để lên coi không có rộng á, nó nhìn thấy cái bộ không có rộng á. Nó không có rộng đâu, vừa bón kìa. Trời, vừa. Nó hở ngón tay. Trời ơi, hở ngón tay nữa, chừng tắt cái lưng dẫn mà. Được. Lần đâu rộng tháng sau là nó chặt liền à. À, bây giờ quần coi như là gài nút hết được luôn. Mua quần mới nữa. Bây giờ đừng mua. Tớp bớt lại nha, chứ không thôi là cholesterol đó nha. Mày có ăn nhiều đâu. Nhưng mà nay thoải mái ăn, ngủ được. Ta cho bớt rồi, còn có mấy cái. 15 đồng á, bây giờ cũng còn. Đã có số tiền Việt Nam còn tổng chưa? Còn mấy. Tiền bên Việt Nam á. Bỏ túi cái quên cái quần má này qua đây móc ra nó thấy trả. Đi đổi được nhiêu tiền đi. Không phải những bây giờ không đủ không đó. Bữa đi đuổi hồi xưa là giờ em đâu có đụng mấy cái gì nó vô đâu. Thấy nó tròn ra rất là ngồi quá thôi. Ờ bên này Tài nó chơi một bún bò Huế quá trời. Thứ dữ luôn. Ồ, ăn cho hết trời. Cái tô này giống như là tô xe lửa vậy nó quá trời bự rồi. Tô ở ngoài có 10 đô. Ở 10 đô á. Ồ, giống như phở hùng vậy đó. Trời ơi. Ồ, nặng cái ơi. Hồi bữa xưa. Quá ngon. Vừa ăn mà vừa ngắm cảnh bồn cá. Ôi trời ơi. Rồi giống ăn tại? Chưa. Tối. Chưa hả? Rồi bữa nay Phong nó đau quá đau nên nó không có tới. Nó tới mà nó hưởng một cái tô này thôi là nó ờ mà còn không lỡ không sẽ không mai mốt ăn cũng được. Dạ ừ đúng rồi, quá thì nhiều luôn, quá nhiều luôn. Đây ví dụ ăn rồi thôi thì nó tới nữa, còn chừng 10 tô nữa. Nấu ở nhà ăn cho nó chất lượng nữa. Chất lượng quá trời thương bụng rồi đầy đủ. Đi bệnh viện. Đây là bệnh viện 127 Monemore Portland, Oregon. Yeah, let's go. What? She had medical appointment too, right? Yes.
Đi vô, vô chứ. Vô, vô luôn chứ sao vậy? Tới hả? Không đồng 26, đưa đúng ok. Đây là phố Phật Lâm ha. Chạy là dân tộc thế này. Đâu à? Không được chạy nhiều. Nhà này nó làm đang làm lại nè. Đó, nó đang làm lậu cái nhà nào? Đó đó, nó đắp 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 đó. Đắp lậu. Này nè, nhà trước mặt đây nè. Mới tải kiểu gì đó. Kiểu gì vậy? Ừ, đúng rồi. Này chung cư. Mấy này chung cư rồi. Cô có này nhìn giống không à? Một phút Cái dễ cái hình cô gái.